Xin chào toàn thể anh chị em đang xem kênh ạ. Chả em hôm nay có lên sóng tiếp cho anh chị em một bạn đực phối mang phả Mexico. Bạn đực này của bên em thì hiện tại bây giờ là được gần 3 tuổi. Anh em thì trước có làm cửa đực nhưng mà đợt này anh ấy giảm tải nghỉ, thành ra là em có qua làm video và chuyển nhượng giúp anh ấy một bạn đực mang phả Mexico nhé. Bạn này thì nói chung là tướng một con chó đực thì không thể chê được, rất là thần thái. Hiện tại thì bạn ấy cũng đang thay lông. Và đợt này anh chủ anh ấy bận là thành ra không chăm được, thành ra là để con chó nó hơi gầy một tí. Mức cân hiện tại của bạn ấy bây giờ sẽ dao động vào trên dưới 35 kg một tí nhá. Bạn này thì đủ thịt thì chắc chắn là phải ngót 40, rơi vào tầm 38 39 kg gì đấy ạ. Đó, nhìn một con chó rất rất thần thái, rất hung mãnh luôn. Đực phối nhưng mà nói chung là đực thuần hóa xã hội. Thành ra là bạn ấy hòa đồng với con người. Cho nên là anh chị em cứ yên tâm là chơi đực trưởng thành như những bạn này thì là cũng yên tâm nhá. Đấy. Anh chị em nào mà ở gần thì qua trực tiếp nhà anh chủ xem. Còn đối với anh chị em mà ở xa thì không qua được. Thì vui lòng kết bạn Zalo, em sẽ gửi thêm video clip hình ảnh cho toàn thể anh chị em xem. Anh chị em xem ưng thì là bên em có gửi xe ship cho anh chị, và đối với ship thì là bên em sẽ bảo hành mọi tật lỗi cho anh chị em yên tâm. Bảo hành cho anh chị em là nhận chó khỏe mạnh, trong trường hợp xấu xảy ra thì là bên em sẽ gửi lại anh chị em tiền cho anh chị em yên tâm. Đấy. À, đối với những con đực mà như thế này thì anh chị em nuôi một thì là quá hay. Về nói chung có một mình và có thời gian thì thúc bạn ấy thì nói chung là khá nhanh nên 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 cân. Và chắc tầm khoảng độ 1 tháng nữa là bạn ấy sẽ lên lông hết. Thì là lông lá còn đẹp hơn nữa. Đấy. À, giá chào bán cho bạn đực trên là 10 triệu đồng giá bán tại tại nhà. Còn đối với anh chị em mà qua thì là vẫn có lộc lá cho anh chị em. Còn đối với ship thì là bên em sẽ hỗ trợ anh chị em một phần nào đấy để giảm chi phí ship đi ạ. Anh chị em xem kênh, cho em xin một nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo với những bạn cún khác. Kết thúc video, em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo ạ.